kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là những tin tức trong bản tin 113 online cập nhật. Vào ngày 9 tháng 8 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Loan, cựu chủ tịch tập đoàn VMedimex trong vụ sai phạm đấu giá đất ở Hà Nội. Phiên tòa dự kiến kéo dài 4 ngày. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Loan bị xét xử về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. 9 bị cáo còn lại gồm các nhân sự liên quan VMedimex, thẩm định viên, cán bộ ban quản lý dự án bị truy cứu về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh được giao nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng khu đất phía đông nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Khi xác định giá khởi điểm, bị cáo Trần Công Tuyên, cựu trưởng phòng và bị cáo Vương Thị Thu Thủy, cựu cán bộ phòng kế hoạch tổng hợp đã yêu cầu các bị cáo là thẩm định viên hạ giá trị khu đất. Hành vi này đã tạo điều kiện cho các công ty đấu giá của bị cáo Nguyễn Thị Loan trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho nhà nước 135 tỷ đồng. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin thêm về vụ án giết người bằng chất độc cyanua. Cụ thể, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích khai nhận đặt mua chất độc cyanua qua mạng rồi cất ở phòng ngủ, sau đó tiến hành đầu độc từng người thân trong gia đình. Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích, chú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, hàng ngày sống cùng gia đình anh ruột và chị dâu tại địa chỉ tổ 4 ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh. Quá trình sinh sống, Bích xảy ra mâu thuẫn với chị dâu nên nảy sinh ý định đầu độc con trai của anh trai và chị dâu để trả thù. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định từ năm 2022, Bích đã tìm mua cyanua trên mạng xã hội, sau đó mang về cất trong phòng ngủ. Theo cơ quan điều tra, đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, giết nhiều người với động cơ đê hèn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Bích để điều tra về hành vi giết người. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng, chú xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, 18 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Võ Văn Đức ở cùng xóm với bị cáo, hiện đã tử vong. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 7 tháng 6 năm 2023, Hùng và Đức nhậu tại nhà Đức thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Hùng đã lấy một con dao đâm vào bụng Đức. Đức sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngoài mức án 18 năm tù, bị cáo Hùng còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 28 triệu đồng. Công an huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk vừa nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ hai đối tượng trong nhóm mang súng đến nhà một người dân bắn để giải quyết mâu thuẫn trên Facebook. Phản ánh ngay sau đây của nhóm phóng viên. Trước đó, Công an huyện Chư Quynh tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một nhóm 4 đối tượng mang theo súng, dao, kiếm đến nhà Mai Thế Anh ở thôn 8 xã Ea Tiều để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, thời điểm này Thế Anh đi vắng nên một đối tượng đã rút súng bắn 3 phát đạn nhằm uy hiếp người thân phải gọi điện cho Thế Anh về nói chuyện. Lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện cũng đã triển khai đến khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu dấu vết. Thì chúng tôi cũng xác định được cái nhóm đối tượng này là sử dụng dao súng rất là manh động. Thì bằng cái quyết tâm cao nhất và trong thời gian là phải là khẩn trương nhất để mà xác định được cái nhóm đối tượng và truy bắt cho bằng được. Tại vì xác định là nếu mà không bắt được cái nhóm đối tượng này trong thời gian ngắn để các đối tượng mà gây án thì sẽ rất là nguy hiểm đến tính mạng cũng như là sức khỏe của người khác. Với quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau gần 5 giờ tích cực điều tra, truy vết nóng, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm đối tượng trên khi đang ẩn náu tại nhà Nguyễn Đức Minh Tiến ở huyện Chư Quynh. Trong đó, Y Giang Nie là đối tượng đã rút súng bắn 3 phát đạn tại nhà Thế Anh. Khám xét nhanh, công an đã thu giữ 1 khẩu súng, 10 viên đạn, 4 cây đao kiếm, 6 túi ni lông chứa ma túy đá, 2 viên thuốc lắc. Qua xét nghiệm nhanh, tất cả các đối tượng đều dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, Y Giang khai nhận trước đó xảy ra mâu thuẫn với Mai Thế Anh trên mạng xã hội Facebook, nên Y Giang đã mượn khẩu súng trên của một người bạn ở tỉnh Đắk Nông, rồi rủ Tiến cùng hai đối tượng khác mang súng, đao kiếm đến nhà Thế Anh để giải quyết mâu thuẫn. Riêng số ma túy trên, Y Giang cùng Tiến góp 30 triệu đồng mua về sử dụng và bán kiếm lời. Dạ, sau khi cầm súng này là không biết bao nhiêu viên đạn này, nhưng mà xuống nhà của Mai Thế Anh nói chuyện. Thì xuống nhà Mai Thế Anh đấy là có chú của Mai Thế Anh và một người làm mộc nữa. Xong là mấy người đấy thấy em cầm dao không dám mấy, xong là em cất dao nhờ Idolim cất dao lên xe, thì hai người đó có xuống nói chuyện và gọi cho Mai Thế Anh, nhưng mà lần đấy là gọi không được. Ba anh em đứng nói chuyện ở dưới nhà sàn gọi không được, thì
Bắt đầu em mới rút súng ra, em bắn lên trên, bắn nó 3 phát, bảo người nhà gọi thì anh về đi. Là lúc đấy là em đi về luôn, là người nhà cũng chạy luôn. Được biết Y Yang từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích. Tiến có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, cả hai đều nghiện ma túy. Hiện công an huyện Chư Quynh đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng trên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời đang gửi giám định khẩu súng để củng cố hồ sơ, xử lý Y Yang cũng như các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với bị cáo Võ Ngọc Thuận, chú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bảo Trân đã rủ Võ Ngọc Thuận đến nhà ngoại của Trân. Thuận mang theo bộ dụng cụ để sử dụng ma túy cùng số ma túy vừa mua, cùng Trân và Mai Thanh Toàn sử dụng trái phép ma túy. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, gia đình Trân phát hiện và trình báo công an xã An Hòa. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Thuận 8 năm 6 tháng tù giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành làm việc với các cá nhân có dấu hiệu cung cấp thông tin sai sự thật, trong đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cá nhân về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Trước đó, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, người đàn ông trú tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến thành phố Nha Trang quay 25 video clip có nội dung sai sự thật liên quan đến ông Thích Minh Tuệ, đăng tải trên kênh YouTube. Qua xác minh, nội dung này hoàn toàn sai sự thật nhằm thu hút sự chú ý của dư luận, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Cùng với đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với 1 người đàn ông trú tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cũng đến thành phố Nha Trang quay và đăng tải 2 video clip có nội dung sai sự thật liên quan đến ông Thích Minh Tuệ trên kênh YouTube. Làm việc với cơ quan chức năng, 2 người này đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với người đàn ông trú tỉnh Bình Định số tiền 5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tiến hành làm việc và nhắc nhở đối với 4 cá nhân đăng tải các video có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng đối với Cao Thị Duyên, chú thôn Thạch Yến, xã Thạch Cấm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ khoảng tháng 8 năm 2023, Cao Thị Duyên đã tạo các tài khoản Facebook đăng tải trên trang cá nhân và các trang nhóm thanh lý các bài viết kèm hình ảnh bán vật dụng thẩm mỹ. Để tạo lòng tin, đối tượng còn tạo các tài khoản Facebook khác, thường xuyên tương tác các bài viết trên và đăng hình ảnh giao hàng thành công kèm phiếu chuyển tiền. Khi người mua liên hệ, Duyên sẽ tư vấn và gửi hình ảnh video về sản phẩm được tải về từ mạng xã hội và thỏa thuận giá mua rẻ hơn nhiều so với thị trường, sau đó yêu cầu người mua phải chuyển cọc từ 10 đến 30% tổng giá trị sản phẩm đặt mua. Sau khi nhận được tiền cọc, Duyên chặn liên lạc với người mua và thay đổi thông tin trên tài khoản mạng xã hội để xóa dấu vết. Với thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 8 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, Duyên đã chiếm đoạt tiền của nhiều người trên địa bàn cả nước. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị ai là bị hại của vụ án trên thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo trước ngày 17 tháng 9 năm 2024. Địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại 069 4389 131. Trường hợp không đến trình báo, cơ quan an ninh điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 23 tháng 5 năm 2018 đối với đối tượng Mai Văn Tám, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân có thể bị phạt tù từ 12 năm đến tử hình. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm
tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình còn ra quyết định truy nã số 02 ngày 5 tháng 8 năm 2015 đối với đối tượng Hà Thanh Hải, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 25 tháng 7 năm 2019 đối với đối tượng Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Liên Hòa, Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã số 02 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh là đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại thôn Bắc Tây Nam, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dưới dạng thương tích cụ thể. Hành vi cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.